Đi thôi, 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 đi một không. À, bên nhà hai cầu thủ đường sân, đường sân ba kèo. Nếu như áo kẻ thắng hai kèo tức là phần thắng thuộc áo kẻ. Đổi rồi. Đảm bảo tính công bằng cho hai người chơi thì chúng ta vừa đổ sân vừa đổ cả giây. Nếu như có hai giây được cả hai giây luôn. Hai người chơi chuẩn bị. Vẫn như ban đầu, cả hai vào đây. Ba, hai, một, bắt đầu. Đây là vòng đấu quyết định phân thắng bại. Hai người chơi, người nào sẽ nhận được huy chương bạc hay huy chương vàng nha. Hãy quản tù tì để chọn sân. Quản để chọn sân à? Quản tù tì để chọn sân. Chọn tên. Ai chọn thế nào? Ai để chọn? Ai thắng được vào đúng rồi, ai thắng được chọn. Áo vàng có vẻ tỏ ra rất nguy hiểm. Cao hơn nhưng mà chọn chưa đứng cao. Đây là trận thiếu. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định đội thắng. Hai người nào thắng người nào thua. Hiện đây những khán giả có ngay người đó. Đây những khán giả đến trận ra khoảng 40 chân nữa để đảm bảo hai người chơi với chất lượng chuyên môn cao nhất. Khán giả quá thức đến trịch đến 40 chân. Và chỉ cảm ơn rất nhiều. Hai người chơi chuẩn bị. Cố lên cả hai, cố lên. 2, 2, 4, 1, bắt đầu. Một người sống, một người đẩy. Lượt thi đấu thứ hai thì phần thắng đã thuộc về cầu thủ đó là con lắc đầu da cam đã là chiến thắng. Và bây giờ đến cặp vừa rồi là cặp